bọc răng sứ rồi thì có niềng răng được hay không? Xin chào. Và ngày hôm nay tôi đã quay trở lại rồi. Chúng ta cùng nói về một cái chủ đề, đó chính là bọc răng sứ rồi thì có niềng răng được hay không? Và cái điều này á, là rất nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên á, không phải ai cũng trả lời cho các bạn được đâu, đúng không? Và một điều nữa, khi mà chúng ta đã có trên hàm của chúng ta có một vài cái răng sứ rồi đó, thì không biết lúc này có còn niềng được răng hay không? Hoặc là hàm răng của chúng ta nó lộn xộn quá thì lúc này chúng ta cần phải làm gì? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại một chuyên gia của nha khoa An Na, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến. Xin chào bác. Chào chị, xin chào mọi người. Bác ơi, có một câu hỏi dành cho bác, đó chính là bọc răng sứ rồi thì chúng ta có niềng răng được nữa hay không? Cái bọc răng sứ giống như trường hợp cái hàm của mình, hồi trước là mình có một số răng nó bị sâu hay mẻ vỡ lớn gì đó, chúng ta đã đi bọc răng sứ rồi nhưng mà chỉ ít thôi, một vài răng thôi. Mà bây giờ chúng ta thấy hàm răng chúng ta nó lệch và không đều thì vẫn niềng răng được. Đó, là trường hợp cái răng sứ thì nó trơn hơn là những cái răng thật. Nên cái phần mà gắn mắc cài trên cái răng sứ thì nó sẽ cần phải sử dụng những cái keo chuyên dụng hơn để cho mắc cài nó dính trên răng sứ, để mà chúng ta sử dụng phương pháp là niềng răng. Có nghĩa là khi mà chúng ta có một hai răng bọc sứ rồi thì chúng ta vẫn có thể niềng răng. Còn bác, có những cái trường hợp mà 20 răng rồi thì chắc không cần phải niềng đâu bác hả? Đúng rồi, nếu mà đã 20 răng thì bác sĩ đã làm cho chúng ta có được hàm răng đều rồi, chúng ta không cần phải niềng nữa. Mọi người thấy không? Khi mà chúng ta có răng lộn xộn thì việc đầu tiên là chúng ta nghĩ tới cái việc niềng răng trước, chứ đừng có nghĩ tới việc đi bọc sứ liền, đúng không? Ủa mà không, phải hỏi bác sĩ của chúng ta chứ. Bác, nếu như mà răng mà lộn xộn quá thì thay vì bây giờ mình niềng thì nó hơi mất thời gian. Thì có những bạn trẻ thì sẽ thắc mắc là bây giờ mình nên niềng hay là nên bọc sứ luôn? Có một số trường hợp lệch, nếu như mà lệch ở mức độ ít thôi, ít thôi thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp là bọc sứ để mà chúng ta chỉnh lại một ít thôi, thì lúc đó chúng ta mài sẽ cũng không có tốn nhiều mô răng. Còn nếu như mà trường hợp lệch lạc nhiều quá, nó gây xáo trộn khớp cắn luôn, thì chúng ta nên là thực hiện phương pháp niềng răng trước. Rồi sau này nếu mà chúng ta thấy cái màu răng chúng ta không được đẹp thì rồi chúng ta sẽ thực hiện là dán sứ hoặc là bọc sứ, nhưng mà mài rất là ít cái mô răng thôi. Có nghĩa là răng mà lệch lạc ít thì chúng ta nên có thể là sử dụng liền cái phương pháp bọc sứ, còn không thì chúng ta hãy niềng trước nha. Và bác ơi, thường trong cái quá trình niềng răng đó thì cái thời gian nó mất khoảng bao lâu? Niềng răng đó là chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí của cái răng nó mọc lệch, nó sẽ di chuyển về cái vị trí mới, thì nên cái quá trình nó sẽ hơi lâu, nó sẽ thời gian khoảng tầm 2 năm. Khoảng 2 năm. Đúng rồi, trong khoảng 2 năm để mà sẽ nó có hiện tượng là tiêu xương và tạo xương. Nó sẽ tiêu xương vị trí cũ và tạo xương vị trí mới để cho răng nó cứng chắc ở vị trí mới. Cái khớp cắn nó mới đều đặn. Còn đối với những trường hợp mà các bé nó mới ở cái độ tuổi mà răng đang trưởng thành, ví dụ các bé từ độ tuổi 12, 13 thì cái thời gian đó nó có rút ngắn lại được không bác? Đúng rồi, cái đó là những trường hợp nếu như mà mình chỉ chỉnh ít thôi thì có thể thời gian nó sẽ rút ngắn. Còn trường hợp mà răng vĩnh viễn đã mọc đều hết rồi và lệch lạc nhiều quá thì cần thời gian phải 2 năm. Còn nói chung là khi mà các bạn thấy cái răng của con các bạn mình là có dấu hiệu lệch thì mình nên đi khám, tức là ở răng vĩnh viễn đó, mình nên đi khám càng sớm càng tốt để mà bác sĩ có thể can thiệp vào những cái giai đoạn sớm để mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian sau khi nó mọc toàn bộ hàm răng vĩnh viễn. Còn khi mà ở cái độ tuổi trưởng thành đó, có những cái người mà khoảng 30-40 tuổi đó thì có còn là cái thời gian để niềng răng nữa hay không bác, hay là lúc này mình nghỉ bọc sứ luôn cho lẹ? Thường là 30-40 mà kêu người ta mang mắc cài rồi niềng răng thì chắc là người ta cũng không có thời gian, với lại người ta không có kiên nhẫn như vậy. Nhưng mà còn phải tùy nữa, tùy vào cái sự xáo trộn nó như thế nào. 30-40 thì có một số người có thời gian thì người ta vẫn có thể niềng được. Chứ mà nếu mà so với cái bọc sứ mà răng xáo trộn quá nhiều thì mình phải mài đi quá nhiều mô răng và cái khớp cắn của mình nó không có được ổn định, thì chúng ta nên chọn cái niềng đi. Lớn tuổi nhưng mà vẫn niềng được, tức là cái xương nó đã cứng rồi, nó khó di chuyển hơn là những cái độ tuổi trẻ, nhưng mà vẫn niềng được chứ không phải là không niềng được. Có một cái độ tuổi nào giới hạn dành cho việc niềng răng không? Ví dụ như là
60, 70 tuổi chẳng hạn. Những độ tuổi đó thì thường là răng xương và răng không biết có còn cứng chắc hay không để mà thực hiện niềng răng. Tại vì niềng răng thì cái mình phải chụp phim mình đo cái mật độ xương nữa. Nếu mà xương còn cứng thì mới có thể niềng di chuyển răng để mà tạo xương. Dạ. Rất là cảm ơn bác. Mọi người thấy ông bác sĩ nhà mình rất kiên nhẫn luôn. Hỏi 60, 70 tuổi có còn niềng răng được hay không, bác vẫn kiên nhẫn bác trả lời. Thường là ở độ tuổi này là ông bà của ta là đã răng có thể là mất một nửa rồi. Thậm chí là có những người mất hết răng rồi, đang đeo tháo lắp hoặc đang làm implant rồi, mà bác vẫn kiên nhẫn. Đó mọi người nha, có cái gì mà thắc mắc về răng, về miệng, về cái bệnh lý răng miệng gì của mình đó, comment. Đó, bác trả lời liền. Tất cả những thắc mắc của các bạn là được trả lời hết. Bác ơi, nếu mà đã niềng răng rồi thì bác có thể hướng dẫn sơ cái cách mà chăm sóc sau khi niềng răng như thế nào không bác? Sau khi niềng răng là mình đã răng đã đều rồi, tháo ra thì nói chung là mình phải mang cái hàm duy trì. Dạ. Đúng, mang hàm duy trì và rồi cái vệ sinh răng thì vẫn giống như răng bình thường thôi. Xí bác, cái hàm duy trì đó là thường mình phải đeo bao lâu bác? Thường đeo càng nhiều càng tốt để cho nó tránh cái việc nó răng nó di chuyển do mình ăn nhai đó. Nói chung là càng lâu càng tốt. Thường mà mình đeo vào ban đêm hoặc những lúc mà mình không có ăn uống gì đó thì mình đeo để mình duy trì cái hàm răng nó ở vị trí mới chứ không nó lại chạy lại cái ban đúng đầu rồi bác. Đúng rồi. Dạ rồi bác ơi, bây giờ hỏi lại cái câu mà chăm sóc răng sau khi niềng như thế nào bác? Thì răng sau khi niềng thì nó đã đều rồi, nó không có còn lệch, không có bị nhét thức ăn nhiều như là hồi lệch lạc. Nhưng mà cái vệ sinh của mình thì cũng giống y như là răng bình thường thôi, thì vẫn là 3 đến 6 tháng đi cạo vỏ răng một lần. Và đánh răng ngày 2 đến 3 lần. Sử dụng chỉ nha khoa, máy tăm nước để làm sạch những cái thức ăn ở những cái vùng kẽ để nó không bị sâu kẽ. Và một điều nữa, khi mà chúng ta đã niềng răng rồi đó thì nhớ là đeo cái máng duy trì giống như là bác sĩ đã hướng dẫn. Bởi vì một cái hàm răng mà nó đã lệch lạc, nó theo chúng ta nhiều năm rồi đó, mà khi chúng ta vừa mới kéo nó thẳng lại và chúng ta lại làm biếng không chịu đeo cái hàm duy trì thì nó sẽ vô tình nó chạy lại cái vị trí cũ. Lúc này nếu như mà chúng ta đeo mắc cài, chúng ta niềng lại thì thật sự là một điều khó khăn, đúng không? Bởi vậy khi mà chúng ta đã làm đẹp rồi thì chúng ta phải giữ nó. Và một điều nữa, vệ sinh răng đúng cách, định kỳ cũng như là thăm khám định kỳ. Rất là cảm ơn bác sĩ Tiến đã trả lời tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của mọi người. Và một điều nữa, có comment về cái bệnh lý của mình ngay dưới đây thì lập tức sẽ có bác sĩ trả lời cho các bạn nha. Và nhớ subscribe kênh để khi mà có video tiếp theo, bạn là người nhận được đầu tiên đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại.